Có vẻ như là Vic Line ta sẽ hơi lạc lõng, nhưng với trang bị hiện tại của Rai với kiểu Rai Blue lên mùa theo kiểu chống chịu thì đây cũng sẽ là một vị trí rất là cứng cáp đến từ bên phía OKT roster. Và hai đội hình lao vào sẽ đối đầu với nhau ở trong ván đấu đầu tiên giữa Lisbon và KT roster để xem là bên nào sẽ có được ưu thế với những sự lựa chọn của mình. Tôi cảm giác như với một ván thi đấu đội hình của cả hai bên được pick như thế này thì hy vọng là chúng ta sẽ có một ván đấu nó phá cách LCK một chút, tức là nó không phải là những ván đấu mà chúng ta sẽ farm an toàn sau đó thì 5 phút đánh nhau rồng một lần. Hai đội hình tương đối là chiến đến từ cả KT roster và Lisbon và để xem là bên nào sẽ có được ưu thế ở trong ván đấu đầu tiên cùng độ BO3 giữa Lipsabok và KT roster trong khuôn khổ LCK mùa xuân 2022 trên kênh 6 của LCK tiếng Việt. Và rất hy vọng các bạn để lại thêm những lượt like và subscribe cho kênh phát sóng cũng như bản quyền phát sóng thuộc về Bossport. Vâng, và để xem là ngày hôm nay thì con Kai'Sa của Aiming. Hôm trước thì anh ta có một cái ký ức nó không được đẹp lắm với một tình huống băng vào đội hình phía của T1, ngày hôm nay thì anh ta có sửa sai được hay không? Và cái lối build đồ của anh ta nữa, tôi cũng đã thắc mắc là liệu rằng Kai'Sa đi khu đứng dưới anh ta sẽ build đầu như thế nào, bởi farm cũng rất ổn đấy từ Vikla nữa. 12 trên 12 và anh ta đẩy đường hoàn toàn vượt trội so với Tenten. Khu vực đường dưới đó là pha xử lý kỹ năng tốt đấy từ Lai. Ngay tức đó là một cú nghiền nát để ngắt tình huống băng vào đến từ Leona của Proof. Và bây giờ thì vòng rừng đến từ cả hai người chơi rừng đang có một chút sự khác biệt. Hambach sẽ ăn từ khu cánh trên xuống và anh ta sẽ có mặt tại khu cánh dưới. Trong khi đó thì Hecarim của Curse đang có mặt ở tại khu vực rừng trên, và liệu rằng anh ta có tấn công được Howling hay không đây, khi mà lượng máu đến từ Howling tôi thấy còn lại đang là khá nhiều. Và Na khổng lồ đến từ Rascal cũng sắp hết rồi. Còn Life thì anh ta vừa bị cấu rỉa, thì muốn trả đòn nhưng bị thiếu đốt rồi. Sát thương là khá nhiều và Life, Life bị làm choáng và chiến công đầu dành cho vị trí của Envy. Sau đó là một tiếng anh ta đánh liều thẳng vào trong trụ tìm kiếm lượng sát thương vào người của Aiming. Curse đang ở khu vực cánh trên và không cover được đường dưới. Trong khi đó thì Hambach sau khi ăn xong bùa đỏ, anh ta có thể chạy thẳng xuống đây để tìm kiếm những áp lực vào người của Aiming. Không được hiệu quả. Kể cả có dùng thì chắc là cũng nằm mà thôi, nên anh ta quyết định là giữ nó lại luôn. Và điều đó khiến cho anh ta lên bảng với một chiến công đầu vào tay của Samira thì anh ta đã về nhà và xách ra 4 thanh trường kiếm. Một lối lên trang bị rất thú vị đến từ Envy với con Samira này. Trong khi đó bên phía bên kia thì Aiming anh ta chọn chắc vẫn sẽ là một con Kai'Sa AP thôi, khi tôi đang thấy giọt nước mắt nữ thần và nó sẽ là một cú tích số con gió thành công đến từ vị trí của Tenten. Và đây là cú sóng âm vội cước chồng và mọi thứ chồng vào. Và Vic là không kịp tỉnh để làm bất cứ điều gì cả, tốc biến của anh ta trước đó thì đã mất rồi. KT họ vẫn đang làm tốt ở các đường với khả năng farm mà thôi, nhưng ở khu vực đứng giữa thì Tenten anh ta cũng đang cho thấy được khả năng đi đường rất là ổn của mình với một con Ahri, nhưng mà chỉ số lính của anh ta đang dẫn trước tương đối so với lại vị trí của Vic là. Ở đây sẽ là một con Rai sách phép để cố gắng cầm cho mình nhiều phép hỗ trợ càng tốt, để thứ nhất là hỗ trợ hai đường cánh và thứ hai là bảo vệ tính mạng dành cho chính bản thân anh ta. Cái thanh tẩy với sách phép là rất là quan trọng dành cho Vic là nha. Đây sẽ là một phép bổ trợ để giúp cho anh ta chống khỏi những cái tình huống mà dính hôn gió có thể gặp nguy hiểm. Còn Hecarim của Curse ván thi đấu này thì tôi không biết tại sao anh ta lại lại có tấn công hôn gió chuẩn xác rồi. Sóng âm bồi vào độ lâu cước vội cước và đó là mạng dành cho Hambach. Không thể nào mượt hơn, không thể nào clean hơn đến từ tình huống kết hợp vừa rồi của Hambach và Tenten. Cánh dưới lại có đánh nhau. Thiên đỉnh kiếm lao vào đến từ vị trí của Pro, trả đòn tốt đến từ Aiming. Và cover tốt đến từ vị trí của Lai. Và như vậy là không có gì xảy ra ở cánh dưới cả. Còn khu vực đứng giữa vừa rồi tiếp tục là pha tấn công đến từ Hambach với Lee Sin. Và người khởi đầu lại là Tenten với một cú phi hồ hôn gió. Và người dính lại là Vikla. Đồng ý, đây sẽ là một lưu sắp bốc rất là mới. Và cánh dưới lại có đánh nhau, nhưng Curse đã có mặt để có thể bảo hộ dành cho vị trí của Aiming. Envy gặp nguy hiểm trong pha này, kích luôn cả chiêu cuối nhưng cũng không thể thoát thân được với khả năng đu bám đến từ một con Hecarim. Đã đạt cho mình cấp độ 8, không có chiêu cuối nhưng Curse vẫn có một pha gánh thành công. Còn ở khu vực đường giữa thì vừa rồi là một pha thả sứ giả khe đứt đến từ vị trí của Hambach, và anh ta giúp cho bản thân mình cùng với Tenten có thêm được 3 giáp trụ ở khu vực đường này. Đây sẽ là một Lipsabok rất là khác, và Lipsabok đang cố gắng tổ chức tấn công với con rồng thứ hai của bán đấu để cân bằng về rồng với các thành viên bên phía của KT roster. Cánh trên vẫn đang là sức ép đến từ vị trí của Rascal, anh ta sẽ có được một giáp trụ trong tình huống đẩy này hay chàng này vẫn đang phải chờ đợi. Na khổng lồ thì không còn khả năng tấn công một chút, nhưng để xem là với những cá nhân mà nó mới như thế này thì khả năng snowball của Lipsabok sẽ được thể hiện như thế nào ở trong những phút giây tiếp theo. Lai có một pha combo thiên đỉnh kiếm quay lại trả đòn rất tự tin, có bất khuất Lai khá trâu trong pha này. Curse đã đến rồi, vòng xoáy không gian đến từ vị trí của Vikla để tiếp cận. Điểm hạ gục đã có dành cho các thành viên bên phía KT roster, họ có hai mạng và Hambach sẽ là mạng thứ ba mà thôi. Tôi tin là như vậy, bản năng sát thủ được kích hoạt, mượn mạng được nhường dành cho em mình.
Và ở thời điểm hiện tại thì vừa xảy ra một biến số mà Lisbon họ không lường trước được với pha bắt bỏ lạc không thành công. Và để xem là Lisbon họ sẽ giải quyết bài toán này như thế nào. Hiện tại thì họ đang ở khu vực đứng giữa với ba thành viên thả sứ giả khe nứt để cố gắng ăn trụ bột. Và đây sẽ là cuộc trụ bột khu vực đứng giữa dành cho bên phía của Lisbon để cân bằng tỷ số về trụ dành cho họ. Lai dính luôn cho mình hôn gió, mất luôn cho mình bất khuất. Nhưng đó đã là một pha phi hồ đến từ Chen để có thể gây áp lực. Trụ hai khu vực đứng giữa bị hút thêm một phát nữa tới từ sứ giả. Một con sứ giả tôi nghĩ là thành công dành cho bên phía của Lisbon. Họ sẽ cần phải kiểm soát đó, những tia chiến kích liên tục được tung ra. Lấy giáp cô rồi nhưng Aiming gặp nguy hiểm. Dính băng trượng nhưng không dính cho mình hôn gió. Người dính hôn gió là Vịnh Là. Nhưng anh ta khá trâu, vẫn có đồng hồ để câu giờ. Phản công đến từ bên phía Kenji Roster. Aiming vẫn đang được bắn trong giao tranh. Vịnh Là thì chưa nằm và đang được free trượng. Anh ta trưởng từ đầu tới cuối và tàn vỡ rồi. Lưu Sắc Bốc họ mất đi 4 người trong pha này. Và có thể sẽ làm pha quét sạch khi Hầu Linh là người thứ 5 nằm xuống. KT họ phản công rất nhanh. Và Lưu Sắc Bốc không kịp trở tay hay nào. Một pha giao tranh cho thấy đẳng cấp của LCK và LCK Challenger nó lớn đến như thế nào. Đầu tiên là một tình huống mà Ten Ten có định mở giao tranh bằng cú phi hồ của mình và anh ta mở thì ép được kết thúc đến của Aiming. Người dính hôn gió là Vích La. Lee Sin của Hamburg cũng đã rất nhanh tay trong việc cắm mắt hộ thể để chuẩn bị insect thì Vích La lại bấm một cái đồng hồ. Rồi tình huống dịch chuyển đến từ Howling cũng là tương đối trễ trong tình huống vừa rồi khi mà... Với khả năng giao tranh và khả năng phạt công trước tình huống mở của đối phương. Bây giờ lượng tiền đã lên đến con số hơn 6.000 rồi. Và Vích La có thể là mục tiêu bị tấn công. Hàm Bắc rất yêu Vích La trong ván này và hôn gió thành công, mọi thứ dồn vào. Vích La nào. Một tình huống tổ chức tấn công rất đông thành viên lên cùng cánh trên đến sân bóc cá sấu của Howling đang bơi vào nhưng anh ta không giữ chân được ai lại cả. Life đã bật chừng bất quất rất nhanh, anh ta làm choáng. Kai'Sa bắn sát thương dồn vào là rất nhiều đến từ tiên truy kích của em mình, kích hoạt luôn cả nội tại của Kai'Sa. Và đó là một mạng gỡ gạt dành cho bên phía KT, họ thậm chí có luôn trụ một khu đường dưới của đối phương. Đó là một tình huống đổi mạng có thể gọi là ngang nhau, đổi trụ cũng là ngang nhau. Lisbon thì có nhiều tiền hơn một chút đến từ việc họ có tiền thưởng mục tiêu. Một thôi một hồi là Lisbon sẽ không còn máu để giao tranh nữa. Rõ ràng như vậy, vừa rồi là giáp cốt của Pro. Cái dược hạ san mở rồi, bắt buộc phải mở thôi. Cứ để đối phương phốc như vậy thì mình sẽ không thể thở được. Và Pro vừa rồi có một pha mà cũng quá hóa liều, tung ra cú chiêu cuối ở một tầm rất xa. Howling có thể gặp nguy hiểm trong pha này. Rascal anh ta khá trâu nha. Anh ta vừa tanh hai hit trụ nhưng máu mất đi của Howling là nhiều hơn. Và đây là chuẩn bị hết thần cá sấu Howling. Anh ta đang bị bắn trụ bởi Rascal, tốc biến đi đến từ vị trí của Rascal. Solo kill. Có được pha solo kill lần đầu tiên trong ván đấu này. Vẫn thường thấy mà thôi, một cân hai không thành vấn đề khi anh ta chuẩn bị hóa na khổng lồ. Và Ten Ten mới là người phải rút lui. Na khổng lồ hất không về. Thành công, chính xác hơn là không thành công đến từ vị trí của Rascal. Và Ten Ten thì anh ta vẫn đang sử dụng phi hồ, đang đợi hôn gió có thể hồi lại để áp lực vào đối phương. Và cú hôn gió của anh ta nó không chính xác nhưng vẫn bị đá ngược về từ Rascal. Anh ta bị quay 3, quay 4 ở đây. Vẫn đang cố gắng xây dựng, anh ta có được điểm hạ gục. Lại solo kill. Một pha cần 3 đến từ Rascal và anh ta vẫn có điểm hạ gục trong khoảng thời gian đó. Thì KT ăn thành công Baron và đẩy thẳng ở đường trên. Chúng ta không nói về lời lỗ trong tình huống đổi vừa rồi nữa. Bởi vì nó quá dễ để chúng ta có thể nhìn ra ai lời ai lỗ rồi. Nhưng mà Rascal vẫn tìm được những pha solo kill của mình ở trong xuyên suốt những ván đấu, những trận đấu tại LCK, kể cả những trận thua của họ. Nó cho thấy được cái sự lỗi đến từ cái bộ tiến công và cái khả năng xử lý kỹ năng tốt đến Rascal nó là như thế nào. Và bây giờ thì chênh lệch đã là hơn 10.000 tiền, rồng sắp tới lại là rồng lửa nữa. Thì ba rồng lửa kết hợp cùng với linh hồn rồng lửa, rồi đã có Luden luôn rồi, thêm cả hắc hóa nữa đến từ Aiming. Quan vườn được nhìn một tia chiến kích nổ Luden ra và nửa cây máu đến từ Lee Sin đã mất. Họ đang làm gì thế này? Họ tốc biến lên mở Aiming, đổi góc rất nhanh, anh ta vẫn còn đó đồng hồ có với tốc biến. Howling đang cố gắng đứng để gây sức ép, tốc biến thả diều rất tốt đến từ Aiming và đó là tiếng hộ thể lên chết chay đến từ Hamburg rồi. Chết chay là có thật rồi, Lee Sin chết, sau đó là cá sấu, sau đó là Samira và đó sẽ là mạng thứ tư với cú double kill dành cho vị trí của Aiming. Ten Ten bây giờ thì anh ta còn tốc biến, đang còn tốc biến đánh hạ thông nổ để rút lui câu thêm một chút thời gian dịch chuyển được dùng. Rascal nhảy qua đấy không được, anh ta đứt từ bên này, tường đứt sang, trời ơi, anh nhảy qua tường tung chiêu cuối. Quang Quy làm chậm và sau đó là cướp đến để vét cái mạng này, quét sạch cho KT Roster. Rút kinh nghiệm rất nhanh ấy từ Aiming. Vẫn là con Kai'Sa make play của anh ta, vẫn là con Kai'Sa mở giao tranh của anh ta với bản năng sát thủ. Nhưng lần này thì câu chuyện đã khác, kết cục đã khác, anh ta có Kazunia để câu giờ đợi đồng đội tới. Và KT follow up rất nhanh với pha mở giao tranh tới từ xạ thủ của mình. Lai tới với một pha combo nhắm vào ba thành viên bên phía của đối phương. Và KT quét sạch hoàn toàn đội hình của Lisbon, họ sẽ có chiến thắng ở ván đấu đầu tiên.
một ván thi đấu mà chúng ta có thể hình dung kịch bản nó ngay từ ban đầu khi mà Lisbon đưa ra đời như thế này. Tức là sức trẻ những cái tuyển thủ có kỹ năng cá nhân cao mà bên phía Lisbon đang sở hữu. Rascal. Như vậy sẽ là Lee Sin trong tay của Rascal và một con Hecarim đã được khóa lại trước đó dành cho vị trí của Kurt ở trong vai trò đi rừng. Một lựa chọn mà rất Rascal. Thế như là chỉ có bản thân của anh ta là chơi Lee Sin được trên ở trong cái mùa xuân năm nay thì phải. Và quả thực đây sẽ là một cái ván đấu mà Lisbon họ đang muốn all in với cái khả năng tấn công rất là mạnh ở gần như tất cả các vị trí, khả năng đi đường từ Envy và Pro với cặp Saya và Renata Glass cũng là một trong những cái điểm mà bên phía của KT cần chú ý. Và tôi vẫn nhớ là có một trận mà anh ta đánh với bất kỳ kèo nào nha, kể cả là kèo Chinami hay Fiora thì anh ta cũng solo kill được hết. Thì hiện tại anh ta mang theo Thiudot để phục vụ cho điều đó một cách tốt nhất. Anh ta đã có tới 25 lần solo kill ở tại mùa giải này và có vẻ như nó vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Rõ ràng rồi, đây vẫn sẽ là áp lực đến từ Rascal vào Holing với một con Trinh Đàm tốc hành tốc biến như là quen thuộc, nhưng cái vấn đề ở đây là trước 6. Ván đấu thứ hai diễn ra khác rất là nhiều so với ván đấu đầu tiên khi chúng ta 7 phút thi đấu vẫn chưa có được điểm chiến công đầu, nhưng đây là vòng xoáy không gian đến từ Vikla, mục tiêu là Hambuck. Anh ta bắt buộc phải tốc biến xuống bên phía bên kia hàng rồng để có thể lùi về chiều cuối đến từ Hecarim, nhưng Kurt anh ta không dám lao vào quá sâu. Có luôn Aiming ở đây, nhưng Aiming mới chỉ đam mà thôi. Anh ta sử dụng tốc biến áp sát đến từ vị trí của Tenten, sẽ có điểm hạ gục gỡ cả. 1-1 dành cho cả hai bên. Vikla bắt buộc phải tốc biến với sát thương đến từ Envy và Pro. Và đứng giữa bên phía của cái tín liệu có thể thối lui được hay không đây. Tenten anh ta vẫn còn đó cho mình tốc biến và thêm một lần phi hồ nữa, nhưng quyết định là không truy đuổi một cách quá gắt gao đến từ bên phía của Lisbon. Một tiếng trao đổi 1-1 mà thôi. Pha tranh chấp cua khá là mạo hiểm. Đó là một tình huống tranh chấp cua mà Hambuck đặt một canh bạc. Ai là người có ui đứng trên solo kill đến từ Rascal, sóng ngấp trúng. Vội cướp một cuối chiến đấu bia không? Chắc chắn là vào rồi. Rồi thôi xong, lại solo kill rồi. Thiêu đốt còn đến từ Rascal, anh ta thiêu đốt thẳng. Holding đang quáng chém trả. Sóng ngấp trượt đến từ Rascal. Tốc biến của anh ta không dùng được rồi. Những nỗ lực tìm kiếm hàng cùng solo kill thứ 26 của mình tại mùa giải này của Rascal đã bị thất bại. Rascal nằm xuống mà không kịp dùng phép bổ trợ tốc biến cho tình huống vừa rồi. Và Howling đã câu giờ đủ hay, nhưng đường dưới Lime đang đứng chờ sẵn. Và đó là một tiếng băng thẳng ra đến từ Lime. Cốt cấp độ 7 tiến xuống với chiều cuối sẵn sàng. Và đó là một tiếng bung lông quáng rút đuôi từ Envy, nhưng anh ta mất máu quá nhiều. Chiều cuối tiếp cận bắn nhầm vào trụ đến từ Aiming. Cơn mưa Kathia của anh ta nó không đủ sát thương vì Envy còn cánh cứu cánh. Trời ơi, Aiming xử lý một pha cực kỳ bù mắt. Sai lầm đến từ Aiming, anh ta hít một hit vào trụ và cuối cùng là không đủ sát thương. Dính thêm một hit đến từ trụ của đối phương nữa và nằm xuống. Envy không nằm trong pha vừa rồi khi anh ta nhận được cú W tới từ Renata Glass trong tay của Pro. Và dòng sẽ thuộc về bên phía của Lisbon, vẫn là giai đoạn early thành công hơn dành cho Lisbon khi tỷ số điểm hạ gục lại là 3-1 dành cho họ trong vòng đấu thứ hai này. Hoàn toàn đồng ý với Giáp cộng thêm và những cái tình huống trao đổi chiêu nãy giờ thì chúng ta có bất cảm nhận rằng Holding anh ta là người không quá đáng ngại so với lại vị trí của Rascal nữa. Nhưng có một cái điểm như thế này là với 4 tiến công thì cái kiểu lên trang bị trí mạng đến từ Howling nó sẽ bị chậm lại. Anh ta sẽ chỉ đơn thuần là đi đường so với lại một con Lee Sin của Rascal và tránh những tình huống anh ta bị solo kill mà thôi. Chứ áp lực với những pha slip out hay những pha mà lao thẳng vào với chiêu cuối từ chỗ tuyệt thần, cái lượng trí mạng của anh ta sẽ không được đảm bảo. Nhưng đây vẫn sẽ là một trong những cái giai đoạn khó khăn này cho Howling. Anh ta cần phải cải thiện giai đoạn đi đường của mình trước đã và hoàn thiện nó với một cái trụ ở đầu ở khu vực đường trên, sau đó là trụ một ở khu vực đường giữa dành cho Lisbon. Early game 15 phút đầu tiên rất thuận lợi dành cho Lisbon. Sáng hơn rất nhiều so với cái đấu đầu tiên với chênh lệch về tiền, họ dẫn trước so với KT khoảng chừng hơn 2.000 tiền. Và các kèo đấu đều đang được họ xử lý ổn ở các khu vực đường từ đường trên xuống đường dưới. Envy đang tiện đường cùng với đẩy vào, có một đợt lính khoảng chừng 5 con đẩy vào mà thôi. Nhưng họ vẫn đang gây áp lực dành cho các trụ đứng trên bên phía KT roster. Aiming có thể gỡ được trụ đứng dưới, Kurt có thể cướp được bùa đỏ nhà đối phương. Nhưng một mình Rascal khu đứng trên thì đang rất chật vật trong việc phòng thủ trụ. Và nếu như đầu tư luôn con sứ giả này thì chắc chắn đó sẽ là trụ thứ 3 cho Lisbon trong ván thi đấu này. Như vậy đã là trụ thứ 3 dành cho Lisbon rồi. Và hai trụ ở cánh trên sẽ khiến cho những cái tình huống đẩy cánh đến từ KT roster. Và sớm hơn so với những cái xa khác. Đối với những Kai'Sa như kiểu là Bão Tố Luden thì bạn sẽ cũng cần một khoảng thời gian tương đối dài. Và đây là một tình huống lấy máu trước đến từ Aiming. Sát thương của anh ta sẽ không đủ, Envy vẫn còn chiều cuối. Nhưng pha phản công đến từ phía KT, đến từ Lisbon thì đúng hơn, thì khiến cho KT bất người rồi.
Một tiếng chiều cuối rất khó chịu đến từ vị trí của Pro và họ băng thẳng và ép chiều cuối đến từ Cớt tiếp tục đu bám làm choáng đến từ vị trí của Viego. Nó không trúng như chiều cuối, ta thì không chuyển được nhặt xác Kai'Sa lên tiếp tục quẩy và triple kill dành cho Hàn Bắc. Một pha tấn công rất chủ động đến từ bên phía của KT Roster với bản năng sát thủ như thường lệ của mình. Mục tiêu rõ ràng là Envy, anh ta muốn câu chiều cuối của đối phương trước tình huống kiểm soát ở khu vực đường giữa. Nhưng không, Lisabok nói rằng là họ cũng có được những cái tín hiệu đáp trả khá là gắt với pha phản công ngược trở lại đến từ Hambach và Pro. Một cú chiêu cuối đến từ Greta Class, hợp chất liên loại được tung ra. Đây có thể sẽ là một pha mà KT tôi nghĩ rằng họ nên bỏ. Họ bỏ để có thể tấn công vị trí của Howling. Howling bật tốc hành lên chiêu cuối của anh ta còn, tốc biến còn, chém xoáy được dùng, bị hoảng sợ lướt cung phong linh dính sóng âm. Vô hình cước vào rất trễ đến từ Rascal với Theodos, Howling chắc chắn sẽ phải lên bảng. Anh ta không còn gì để có thể rút lui nữa cả. Trong khi đó, khu vực đường giữa diễn ra một tiếng băng trụ đến từ bên phía của Lee Sandbox. Live cố gắng đẩy Theodos cộng với cả Thái Dương Asan để giữ trụ. Lượng sát thương đến từ bên phía của Lee Sandbox đang là chưa đủ để có thể ngay lập tức có thêm một trụ nữa trên tầm bản đồ. Và đó là một quyết định bỏ rồng để tấn công đến từ KT Roster, và họ đã thành công trong việc hạ gục người chơi đứng trên đến từ Lee Sandbox. Như thế là cánh trên dành cho bên phía của KT với một pha đầu tư chiều cuối đến từ Kurt để có thể hỗ trợ cho tình huống tấn công và một con Tryndamere của Howling. Con tốc biến nhưng vẫn nằm xuống với tình huống thiêu đốt đối từ Rascal khi mà đường trên bên phía của Lissabok hết từ chỗ thử thần. Đây sẽ là trụ hai gỡ gạc dành cho bên phía của KT Roster. Nhưng ở hướng ngược lại, Lissabok có con rồng thứ ba của bản đấu và đã là rồng 2 dành cho họ rồi. Rồng tương đối là bản lề nhé. Tướng tới con rồng tiếp theo thì tôi nghĩ rằng KT sẽ không bỏ được đâu. Bản năng sát thủ ở một cái tầm hoạt động nó quá xa so với lại cái khả năng tiếp cận đến từ đội hình bên phía của KT. Tôi nghĩ là người theo duy nhất được ấy mình chắc chỉ có Kurt mà thôi, với một cái chiêu cuối của Hikari để có thể follow up theo những pha bản năng sát thủ tới từ đồng đội của mình. Tiếp truy kích cần phải đạt một cái hiệu quả tối đa, nhưng tôi đang nghe thấy tiếng đồng hồ đó là Tencent. May đấy nhá, may là cái đồng hồ Cazonia, tức là nó còn có thời gian hồi. Còn đó là một cái đồng hồ kiểu ngưng động thì chắc là sẽ hơi uổng một chút đến từ Tencent. Trong khoảng thời gian khoảng chừng 2 phút sắp tới thì cũng may là không có mục tiêu lớn gì cả. Thế nên là thôi thì chờ dòng sau có lại đồng hồ thì vẫn là giao tranh được. Còn bây giờ thì KT đang cố gắng phòng ngự nhưng họ không giữ nổi cái trụ 2 khu đường giữa nữa. Rascal khu đường trên thì anh ta đẩy tới trụ 3 và sau đó anh ta bắt đầu vòng ra phía sau, nhưng anh ta bị lộ vị trí rồi. Vị trí đứng hiện tại của anh ta đã bị kiểm soát rất kỹ bởi những cái mắt kiểm soát của Lissabox. Nhưng anh ta đã có một cấp độ đẩy đường cánh, đó là cấp độ 15. Và bây giờ thì anh ta cùng với Kurt đang có tấn công vào vị trí của Hambach. Pha phi hồ lên dùng băng trượng Tenten đưa ra một cú hôn gió tầm gần, nó trượt. Và rồi anh ta bị tấn công rồi, hợp chất liên loạn được kích hoạt đến từ vị trí của Pro để cố gắng rút lui mà thôi. Chiêu cuối và bắn thẳng đến từ Kai'Sa của mình, vì đó là một con Ahri đã hết tất cả mọi thứ để chạy, không có đồng hồ, đúng là như vậy. Hoảng sợ đến từ Kurt ép chiêu cuối đến từ Envy, Envy hết chiêu cuối anh ta bắt buộc phải rút ra. Người kẹt lại là Howling đang cố gắng gỡ mạng bằng cung phong linh, bằng những tình huống chặt chí mạng của mình đã gỡ thành công một mạng trước khi phải lên bảng. Với sát thương cuối cùng thuộc về cho Aiming, cánh còn lại thì Rascal đang cố gắng tiếp cận với một cú nội lông cấp tập biến sẵn sàng. 3v3 và chính xác là 3v4, và KT vẫn còn khá nhiều tài nguyên nha. Anh ta vừa làm tốt với tình huống tiền truy kích, nhưng tiền truy kích tiếp theo thì nó lại trượt. Nếu bạn đứt trượt như vậy thì gian hồi nó sẽ rất là lâu, và nếu như bạn đứt được trúng hai lần của một người, nó sẽ là một cái đầu tạo được kích hoạt. Nhưng người bị tự tấn công đó là Vic, là hợp chất liên loạn kích hoạt. Rascal đang hơi lòng vào một chút trong việc lựa chọn mục tiêu cho cú nội lông cước của anh ta, bắt buộc phải bấm đồng hồ. Triệu hồi lông vũ gây được một chút lượng sát thương, pha tốc biến làm choáng đến từ Hambach, người được chọn là vị trí của Live. Anh ta khá cứng nhưng cuối cùng cũng đã phải lên bảng, nhặt xác thành công. Hambach tiếp tục đưa thể kiếm vào. Rascal nội lông cước trước khi phải lên bảng cứu cánh giúp cho vị trí của Hambach vẫn sống trong tình huống này. Vòng xoáy không gian chỉ để rút lui từ Vic là thôi, ta rút lui về chung với đồng đội, pha hoảng sợ ép đồng hồ đến từ vị trí của Kurt. Bung lông ra đến từ Envy, góc bung lông chưa đẹp nhưng sát thương của anh ta với triệu hồi lông vũ thì đủ, và Kurt đâm vào đổi mạng. Anh ta đang cố gắng rút ra với một chấm máu và anh ta rút ra được kìa. Tia truy kích nó trượt đến từ vị trí của Aiming. Cú tia truy kích trước đó của Aiming thì nó trúng vào Tenten và gỡ lại thêm một mạng nữa dành cho KT Roster. Đó là một pha vẫn là đổi lời hơn về mạng dành cho các thành viên bên phía của Lissabox. Nhưng có cảm giác rằng áp lực đến từ một Kai'Sa tia truy kích đang là tương đối ấn tượng, và tiếp tục là hai cú tia truy kích thành công đến từ Aiming. Anh ta sẽ có hai mạng trong pha này hay chẳng đây. Đang đợi chờ Hambach tỉnh đồng hồ lại làm choáng thành công nhưng không được rồi. Cỡ tới và dòng thứ tư của bắt đầu và con dòng thứ hai để cân bằng tỷ số về dòng. Và tình huống hoảng sợ thì câu chiều cuối đến từ vị trí của Tenten cùng với đó là một cái đồng hồ. Envy thì anh ta có một cái góc bông lông mà nó rất tệ. Anh ta bông lông gần như là vua góc của đối phương, nhưng đây là tiếp tục là pha tiên tìm kiếm thành công đến từ vị trí của Lai. Tenten mất luôn cho mình phi hồ. Góc này thì sao đấy, bị giữ chân đến từ Reta Glass trong tay của Pro. Một mạng cộng thêm dành cho con Kai'Sa trong tay của Aiming. Tôi nghĩ rằng là cái ký ức nó hơi buồn một chút đấy từ anh mình, nó sẽ được xóa bỏ mà thôi. Tiếp tục là tia truy kích thành công gây rất nhiều áp lực. Tenten ngay lập tức mất cho mình 1/3 cây máu.
chỉ cần trúng một cú đúp thôi thì đúp hồi lại rất nhanh đến từ Aiming. Thái Dương hạ sàn khép khóc đến từ vị trí của Lai, bắt đầu phản công đến từ Lisbon. Khai trang này họ vẫn đang muốn giữ cái chủ đồ khu vực đứng giữa, nhưng nãy giờ những cú đúp của Aiming là cực kỳ khó chịu. Ui thôi một dừng người thế này mà đúp kiểu gì là trúng, trúng ông nào cũng đau. Thôi bố trí nghỉ. Cái sao mà cặp Baron đúp thế này thì việc co cụm để phòng ngự trụ nó rất là hạn chế đến từ phía của Lisbon. Mà thôi bỏ thôi. Tầm này ui lại một quả nữa kìa. Lại hồi lại rồi, 3-2-1. Trúng phát nữa là mệt nha, sóng âm trượt, team trên kia cũng trượt. Đến tầm này con Kai'Sa nó bốc là bên phía bên kia bất lực. Nhìn đội hình này đến từ bên phía của Lisbon, tôi không biết làm sao mà mở vào con Kai'Sa với cự ly này luôn. Những con cấu rỉa như chẳng hạn như Ezreal, Corki thì còn mở được. Chứ con Kai'Sa cái đứt tầm này thì con nào để mở tầm xa như thế này đây? Cứ đếm thôi, 3-2-1 là một tiêu truy kích. Nếu như cú W trước đó của mình chính xác và Lisbon thực sự đang tập đếm ở trong thời điểm hiện tại, họ vừa tập đếm, họ vừa phải tập né chiêu nữa khi mà cứ đúp chung là nửa cây. Thôi chịu rồi. Mất trụ hai khu vực đứng giữa dành cho bên phía của KT Roster và trụ hai khu vực đứng dưới cũng vừa thuộc về Vicla. Là nửa cây đến từ bất cứ thành viên nào bên phía của Lisbon biến mất. Kể cả nó có là Ham Bắc, có là Hầu Linh chẳng nữa, và NB có thể gặp nguy hiểm trong pha này. Ớt anh ta đang muốn lấy chiêu cuối của đối phương. NB anh ta có chiêu cuối nhưng không sử dụng, anh ta biến mất rồi. Thì bạn cũng sẽ có dành cho Rai trong tay của Vicla, phản công đến từ Thiên, anh ta có cú hôn gió nước đốt chúng vào lại thì không đủ sát thương. Trong khi đó thì Rascal đang muốn tìm kiếm solo kill. Có cả đồng đội tới rồi, vòng xoáy không gian đưa cả đội hình bên phía của KT tiếp cận và cấp biên sóng ngầm. Chính xác, Rascal anh ta sẽ đợi đồng đội tới lao vào với vô ảnh cơ. Hầu Linh đang cố gắng bỏ chạy với tốc hành của mình nhưng hết tốc hành rồi. Bạn ơi chạy đều đây, Rascal còn đó cho mình mắt hay không đây? Anh ta hình như vẫn còn một con mắt kiểm soát và Hầu Linh chắc chắn sẽ nằm xuống trong pha này sau cú từ chỗ tuyệt thần mà anh ta muốn kích hoạt để có thể câu thêm thời gian. Không phải là một tình huống solo kill, đó là một tình huống có sự can thiệp thêm đến từ Hecarim của Curse để có cái mạng vừa rồi của Hầu Linh, nhưng nó cho thấy cái độ cục xúc đến từ phía KT lúc này. Họ đánh một ván thi đấu mặc dù chênh lệch nó chỉ tầm khoảng chừng hơn 3.000 tiền, nó không phải là một cái chênh lệch nó quá là khủng khiếp ở phút thứ 31-32. Nhưng mà cái tính chất đội hình đánh đến đây thì nó đã là quá dễ cho phía KT để triển khai rồi. Sớm thế nhờ, 32 phút anh ta xách ra 4 đồ AP cộng với cả một cái đồng hồ giày đã nâng cấp nữa, giày 2 nữa. Hơn 400 AP dành cho con Kai'Sa của Aiming, những cú đúp của anh ta bây giờ dễ cũng đến cả gần 1.000 đam. Nào mở, không để đối phương quốc nữa. Nam Bắc có thể là người gặp nguy hiểm, hôn gió không thành công đến từ Lai, hợp chất điên loạn được tung ra. Các thành viên bên phía của KT đang tấn công lẫn nhau nhưng Aiming đam nhiều quá và Blue anh ta không kịp. Double kill rồi. Để có được cho mình một tình huống sử dụng cứu cánh thành công. Và tiếp tục là đúp đến từ vị trí của Aiming. Anh ta đang spam W liên triple tục kill để dành cho tình huống này. Hay chắc đây, cú triple kill, cú quadra kill sẽ không có bởi vì Virgo đã ăn nó rồi. Nhưng liệu có nhường hay không đây? Holding anh ta chuẩn bị lấy bảng điểm số. Anh ta muốn kéo theo Aiming nhưng không được. Quadra kill dành cho xạ thủ bên phía của KT Roster. Và đây sẽ là kết thúc ván đấu dành cho KT ở phút thứ 34. Lượng sát thương quá đỗi khủng khiếp đến từ Aiming. Thực sự khi mà anh ta được bắn, kể cả những đòn đánh tay của anh ta với hơn 400 AP, nó vẫn là một lượng sát thương rất lớn vì anh ta đã có Nang Na Shaw rồi. Và Lisbon họ bất lực rồi. Đó là một ý tưởng mở rất sáng tạo đến từ phía Lisbon. Cố gắng làm một điều gì đó đặc biệt thì không được, anh ta sẽ nằm xuống mà thôi. Aiming tiếp tục có thêm hạ gục thứ 10 của mình trong ván thi đấu này. Một pha mở bất ngờ từ khu bùa đỏ nhà đối phương đến từ bên phía của Lisbon. Họ suýt đã có thể chạm vào người của Aiming rồi, nhưng mà chỉ là suýt mà thôi. Và khi Aiming không chết thì anh ta bắn từng người một bên phía của Lisbon nằm xuống. Hai ván đấu cùng một kịch bản, mặc dù ván thi đấu thứ hai thì nó có phần khó khăn hơn cho bên phía KT một chút, nhưng họ vẫn sẽ có được chiến thắng ở ván thi đấu thứ hai, ấn định tỷ số 2-0 cặp trận đều 3 này và có được cho mình điểm thứ 6 trên bảng tổng sắp, bằng điểm, bằng hiệu số phụ và bằng cả hiệu số đối đầu với Quang Đông Freak.